Thưa quý vị đại biểu đại diện cho cơ quan địa phương, kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, nội ngoại của bốn họ đôi bên gia đình, kính mến hai cháu Phật và Linh, các cháu đã tìm hiểu và đã đến độ chín mùi. Hôm nay thưa chuyện với hai bên gia đình được phép của gia đình họ nhà gái. Hôm nay ngày lành tháng tốt, phái đoàn họ nhà ta chúng tôi có cơ cầu đến thưa chuyện với các cụ, các ông trong đại gia đình họ nhà gái.
để xin phép hội nhà gái tiếp nhận cơi đầu của hội nhà trai chúng tôi để cho phép cháu Thuận được đi lại làm con cái gia đình ở đây, và để chúng tôi được tiếp nhận cháu Linh là con dâu của chúng tôi ở quê hương Phú Lương. Rất mong được đại gia đình hội nhà trai cho phép và tiếp nhận lễ an hỏi, và gia đình hội nhà trai chúng tôi dẫn xuống gia đình hội nhà gái tại quê hương xã Đông Vinh. Trước khi ngừng lời, cũng xin được thay mặt cho đoàn của hội nhà gái tại nhà trai xin được kính chuyển lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn tới đại gia đình hội nhà gái đã dành sự tiếp đón nồng nhiệt dành cho phái đoàn hội nhà trai chúng tôi, và rất mong được nhà gái tiếp nhận tính lễ mà hôm nay gia đình hội nhà trai chúng tôi đưa xuống. Bao một thời gian tìm hiểu của hai cháu Thuận và cháu Linh, đến giờ phút này và đến ngày này, đôi bên gia đình đã lựa chọn ngày lành tháng tốt để có cơi trầu dẫn xuống, trước là kính cáo tổ tiên, sau đó là làm mấy lễ đính hôn để cho hợp gia quyến đẳng, đôi bên gia đình biết con biết cháu. Một lần nữa, trước khi tôi phát biểu như này thì kính mời các cụ công, các bà, cô dì chú bác của họ, đôi bên bốn họ xây trầu xây nước để mừng cho lễ đính hôn của các cháu ngày hôm nay. Qua một cái thời gian tìm hiểu đã chín mùi, được phép của đôi bên gia đình và được sự ủng hộ quan tâm của các cụ công, các bà, với đi với họ, là hôm nay các cháu đã nên vợ nên chồng. Hôm nay gia đình đôi bên tổ chức lễ đính hôn cho các cháu tại gia đình hội nhà gái. Thay mặt cho đoàn, cho nhà gái, chúng tôi xin tiếp nhận tất cả các lễ vật mà hội nhà xính lễ để chúng tôi dâng lên tổ tiên, trước là kính cáo tổ tiên, sau đó là xin phép tổ tiên và gia tộc cho cháu Linh về làm con râu của các cụ công, các bà. Đây là người làm Phú Lương. Lướt qua ngày tháng mãi trôi theo hình dung kia, nụ cười xinh bờ môi không dáng em yêu kiều, trong bông hoa sắc này giữ mãi cho riêng mình em thôi, lời yêu thương có đơn phương với em không. Để đã lỡ yêu em từ bao lâu, người con gái dịu dàng như những cánh hoa hồng. Liệu rằng anh biết tình mình muốn nói nhớ em được không em? Chờ hỏi ông dẫu bao lâu cũng không sao. Mấy anh ơi xinh đẹp tuyệt vời. Kính thưa các cụ công, các bà trong bốn họ đôi bên và bạn bè của hai cháu Thuận và Linh, sau một thời gian hai cháu tìm hiểu được sự tác thành của hai bên gia đình và được phép ở chính quyền địa phương hai xã Đông Vinh và xã Phú Lương, hôm nay là ngày thanh long hòa đạo, gia đình họ nhà trai chúng tôi từ quê hương Phú Lương có sính lễ dẫn xuống đại gia đình họ nhà gái để xin phép các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác của đại gia đình hội nhà gái cho phép chúng tôi được cho cháu Thuận chính thức là con rể của các cụ, các ông, các bà ở quê hương Đông Vinh, và gia đình có chút lễ vật để dâng lên tiên tổ, mong đại gia đình hội nhà gái tiếp nhận sính lễ mà gia đình hội trai chúng tôi dẫn xuống tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Một lần nữa thì xin được chân thành cảm ơn sự đón tiếp chính lễ của gia đình hội nhà trai ngày hôm nay theo thủ tục về đính hôn, làm lễ đính hôn cho các cháu. Thì qua phần này thì tôi cũng xin ý kiến này, một lần nữa là về công việc của thời gian thì gia đình hội nhà trai đã chọn cái ngày lành rồi, tháng thì tốt rồi, giờ lại đẹp nữa, thì để như thế này là một công việc là đếm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho đứa em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai bưng mâm coi bói ngày ngày hài lòng. Nàng ơi anh ơi anh đón em về cách tình trăm năm.
nhưng lòng bạc hiền đâu. Em ơi em đừng lo, cây bên em luôn luôn có anh, thề một câu luôn khi yêu là cưới.